Hello, xin chào toàn thể anh em đã đồng hành cùng kênh YouTube Máy Thủy Nhật nha. Đây mình mới về một em 4BD1 TC3 nha, 130 mã lực. Hộp số chuyền 3.15, rất là đẹp, nguyên zin luôn, nước sơn nguyên zin luôn, máy rất là đẹp. Có bản đồng hồ tắp lô đầy đủ. Hiện tại là máy nằm ở kho mình, 688/2 kênh Dương Vương, An Lạc, Bình Tân, Sài Gòn. Anh em nào quan tâm thì liên hệ số điện thoại bên dưới nha. Để tìm hiểu thêm thông tin chính xác, nguồn điện hoạt động em này là 24V. Đây sạc đầy đủ nè. Nguyên zin, máy rất là đẹp. Bắt tăng con này mà tắt lại hai nha. Bây giờ mình chuẩn bị đề thử anh em xem chất lượng máy thế nào. Bay đây là rất đẹp nha, nước sơn zin. Cực kỳ đẹp luôn. Từ dưới lên trên. Rồi, em bật cái phá đề coi. Máy rất nhạy nổ nha, hơi hám rất tốt nên rất nhạy nổ. Để mà lấy cái ghế để tắp lô lên.